Vậy thì vui hay không? Mời Cát Tường lên đây sẽ biết. Chiều nay có anh với nụ cười tươi. Chiều nay có người dạy anh cách làm mặt vui. Dường như anh cũng đã quên rồi. Ngày và đêm chỉ công việc thôi. Người chờ đến như ánh mặt trời. Xóa dịu đi vết thương. Thấy đi cái đôi dép nhựa thôi đó. Em biết bạn này rồi. Mập như vậy ai trong nghề ta quen. Nguyễn Đình Vũ. Hồi nãy Trường Giang nói chữ Nguyễn Đình Vũ tay nó rung. Chắc nó rồi đó chứ không ai đâu nha. Nguyễn lắm. Bất ngờ em nghĩ sẽ vẫn còn ở cuối chương trình thì chúc cho cả hai sẽ may mắn à. Chiều nay có chiều nay có người dạy anh cách làm mặt vui. Dường như anh cũng đã quên rồi. Ngày và đêm chỉ công việc thôi. Người chờ đến như ánh mặt trời. Xóa dịu đi vết thương. Có người nói anh sẽ thế nào. Có người nói giữa thành phố luôn.
lại đây, nhân vật này. Hay quá, hay quá Vũ ơi. Mời em. Làm sao mà mọi người có thể phát hiện ra em hay vậy? Bà ơi bà, cái người của em như là nó núp gọn là sao xong sắc không ai biết. Đứng ra em. Chỉ có thể đứng được vậy là anh thôi. Nãy lúc mà đường hoàng này kia rồi đi vô không cũng làm uổng này uổng làm cái ghê lắm rồi vuốt này kia nữa. Muốn anh cho anh ta tưởng không mình có nhờ vậy mới phát hiện ra, nhờ vậy mới phát hiện đó. Muốn đánh ông chung là bước ra anh thấy đường. Ông Trung Thanh Phong ổng chiếu quá, mà em thì đâu phải nhà thiết kế, em đâu có chiếu lợ. Em ra bà chịu em mua một sợi dây, em quýnh không thua gì bộ đồ ổng. Mà sau khi đứng kế cái bộ đồ của Trung Thanh Phong rồi em mới thấy rõ là ồ, một bên là LV còn một bên là củ xì. Ôi quá dễ thương, cảm ơn em nha. Đến với chương trình rồi coi như là mang cho tất cả mọi người ở đây một cái bầu không khí vui nhộn. Trời ơi, ghét không?